Đó, chào mừng em tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam nhé. Đó thì hôm nay mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một mẫu xe của Rebel. Đó, bản này là bản LC170. Mình đi sơ xung quanh ra ngoài một vòng xong bắt đầu mình sẽ vào phần chi tiết anh em này. Xe này là xe của 2010 nha anh em. Đó, để mình đi xung quanh form xe cho anh em mình tham khảo ra ngoài trước đã nhá. Sau mình sẽ vào phần chi tiết máy móc. Con này thì đăng ký về biển số thành phố rồi anh em nhá, 59 đó, 01693. Anh em nhìn form xe có hầm hố không? Con này thì có lên cho anh em một số món đồ của hạc lây sẵn này anh em. Đó, lên cho anh em một cái ghi đông tay ngang này. Đó, ngồi nhìn form tay thẳng nhìn rất là đẹp luôn anh em. Đèn này, túi bao da này. Trang bị cho anh em ba hệ thống thắng đĩa nhá. Hai đĩa trước này. Hai đĩa trước này. Và một đĩa ở đằng sau anh em, một đĩa đằng sau. Trang bị hệ thống két nước. Máy đôi hai bộ chế anh em đó, thì đây cục máy cần cực kỳ sáng bô này, mình nổ máy thử anh em nghe nhé, tiếng đó dòng này thì nói chung LC là cái bản cao cấp nhất của cái dòng Rebel này anh em, có lên cho anh em cả càng chống đổ này, anh em hôm nay có đổ có té ở đường thì cái này nó đỡ hết cho anh em. Anten điện thoại này anh em. Đó, anten điện thoại. Mọi chức năng thì nói chung là hoạt động không thiếu cái gì hết anh em. Còi đèn đề cho đến xi nhan nhá, xi nhan này. Xi nhan này. Đó, còi cực kỳ to luôn. Đèn anh em. Lên đèn LED sẵn cho anh em mình luôn nhá. Đó, đèn LED cực kỳ sáng luôn. Có đèn trên đây nữa này. Đó, xe đang nổ máy anh em. Máy cực kỳ êm luôn. Đó. Đeo. Ép nước quạt tản nhiệt vẫn đang còn hoạt động bình thường anh em nhá. Đây, chi tiết này, bô cực kỳ sáng, gác chân sau này anh em. Đó, gác chân trước nữa này. Đó, có cả chụp cốt đàng hoàng anh em nhá, chụp cốt này. Chụp cốt đầy đủ đàng hoàng. Anh em nào mà có thiện chí với cái mẫu Rebel á 170 này á thì anh em cứ để lại cho mình một cái bình luận hoặc để lại cho mình số điện thoại nhá, mình sẽ tư vấn cho anh em mình rõ hơn. Đó. Cực kỳ êm luôn anh em. Ok, đây cửa hàng mình đây. Có mua bán trao đổi, có ship xe tất cả các tỉnh luôn nha anh em. Đó, trong sâu thì còn cực kỳ là nhiều xe luôn nha. Có xe gì cũng có hết. Đó, có hỗ trợ anh em ship xe 63 tỉnh thành luôn anh em. Thôi cảm ơn anh em rất là nhiều.